Anh à, đêm đã khuya lắm rồi, mình đừng làm việc nữa, mình hãy làm việc khác có ý nghĩa hơn đi. Anh đã lên lịch hết rồi, 24/6 anh phải làm việc, không làm gì hết. 3/5/7 anh không làm gì hết, muốn làm gì cũng được. Cái gì? Chuyện đó mà anh cũng đặt ra quy tắc nữa hả? Chào buổi sáng cả nhà. Chào em, chào con. Chào anh. Ủa, Winner với lại Candy đâu em? Hôm nay tụi nó ăn sáng ở trên phòng. Gì kỳ vậy? Lẽ ra giờ này là phải tập trung xuống đây ngồi ăn đông đủ mà. Gì kỳ vậy? Anh. Chào cả nhà. Anh đã về. Quên. Nó chạy. Chào cả nhà. Anh đã về. Ủa, cái kệ về người lớn để trong nhà đâu rồi? Dạ, chú nói chúng ta là những người sạch sẽ. Vì kệ giày của bọn con đang được để ở ngoài sân, nên kệ giày của người lớn cũng phải ở ngoài sân. Vì giày của người lớn cũng có bụi bẩn, nên không nên mang vào nhà. Vì chúng ta là những người sạch sẽ. Ừ, mẹ ơi, có hạt bụi bay vào mắt con. Ê, trời ơi, có hạt bụi này mẹ ơi. Trời ơi, bay. Thôi được rồi, để tôi làm người sạch sẽ. Nhóc, gì vậy? Kiến bò. Em, bữa nay ngày lẻ mà anh không có làm gì hết. Em muốn làm gì thì làm. Nhưng hôm nay em có quy tắc của em rồi. Em lên lịch của em hết trơn rồi. Em bận. Lịch gì? Em lên nào? Hôm nay em phải qua phòng Candy đọc sách cho Candy nghe. Đây, anh đọc cho kỹ rồi ký vô. Không là thiệt hại lớn lắm đó. Nặng á là tán gia bại sản, còn nhẹ là thiệt hại về tài chính. Câu này sao nghe quen người ta. Quen không? Quen. Anh có quy tắc của anh, em có quy tắc của em. Quy tắc cái gì mà quy tắc? Tự nhiên cái gì quy tắc ở đây? Trời, gì vậy? Mệt đúng không? Chứ còn nữa. Anh yên tâm, em còn nhiều quy tắc lắm, anh còn mệt dài dài. Trời ơi là trời. Trời ơi kìa. Thôi, chuyển kênh. Thôi kênh này hay là anh điểm chỉ nha. Kênh này hay là điểm chỉ nha. Chào hai đứa. Chào chú. Chào chú. Ủa, xong coi nữa đi. Cứ coi đi, không sao đâu. Thôi được rồi. Chú có chuyện này muốn nói với tụi con nè.
chúng ta là người trong nhà đúng không? Chúng ta là người trong nhà cho nên từ nay trở đi á, chú sẽ không có áp dụng quy tắc gì nữa hết á, bỏ hết luôn. Đây, à, trả cho tụi con. Đó, bây giờ tụi con muốn làm gì làm, muốn xé bỏ hay là muốn dục đi, muốn làm gì làm. Ủa, thiệt hả chú? Thiệt, chú nói thiệt mà. Yeah. Sao, vậy hài lòng chưa? Rất là hài lòng, xuất sắc. Hai đứa còn ngồi đó nữa, đi hủy diệt cái quy tắc đó liền đi. Dạ. Em. Hử? Cái gì vậy? Em. Em. Anh đã bỏ hết tất cả mọi quy tắc rồi. Cái vụ mà ngày chẵn ngày lẻ anh cũng bỏ luôn. Cái vụ mà làm việc hay không làm việc anh cũng bỏ luôn. Cho nên tối nay mình... Anh rất là tốt, nhưng xin lỗi em rất là tiếc. Bởi vì tối nay em hứa qua phòng Candy ngủ chung với nó rồi. Anh ngủ ngon nha, ngủ một mình đừng có sợ ma nha. Yên ổn rồi ha. Bây giờ mình tổ chức hát karaoke, bấm bài ba cái đến lung linh gì đó, nguyên gia đình hát vui vẻ quá trời. Anh Tùng ghẹo em hoài à, nhưng mà em lo lắm nè. Em lo chuyện bé Phương đó, từ ngày nó về nhà tới giờ em chưa có cơ hội nào ngồi nói chuyện với nó hết á. Đây, gặp đúng người rồi đó, phải không? Trời, anh cũng có một đứa con gái mà. Đúng người mà sai thời điểm cũng chả làm gì. Thì tự nhiên đâu thì chọt chưa chả làm gì là sao? Cậu thì mới kinh nghiệm gì mà ngồi đây mà ra vẻ? Trời, nghĩ sao kêu tôi chưa có kinh nghiệm? Để cả một bầu trời kiến thức về nuôi dạy con nha. Nha, không phải một đứa mà hai đứa luôn nha. Cứ cho là như thế, nhưng mà kinh nghiệm ấy là kinh nghiệm của riêng cậu. Và con của cậu là con rơi, còn của Linh là con nhà người ta. Trời ơi, hai cái đấy nó khác nhau nhiều nhiều lắm. Cậu đừng tưởng là dễ nha. Ủa, khác làm sao? Đâu bây giờ thử anh nói cho tôi mở mang tầm nhìn coi. Linh à, em nghĩ sao mà em đi tin một cái người như thế này? Lúc nào cũng chỉ được cái ba hoa thôi, chứ còn biết gì đâu. Đây mới là người biết tuốt tuần tuột này. Cái gì cũng biết này, nhất là nuôi dạy trẻ con này. Chị, biết tuốt tuần tuột? Biết tuốt tuần tuột mà không biết tuột cái gì nè. Nói cái gì đấy? Thì tôi nói vậy đó, giờ đó biết tuốt tuần tuột á, thì bây giờ chỉ cho Linh đi. Đó, một người đầy kinh nghiệm chỉ đi. Tất nhiên rồi, lúc nào anh cũng tự tin mình là người biết tuốt tuần tuột. Đó, cái gì trên đời này mà anh chả biết, nhất là nuôi dạy con cái. Trời, không vợ, không con mà có kinh nghiệm dạy con, ở đâu ra vậy? Bao nhiêu sách trên đời này in ra để vứt đi à? Ồ, vậy thì Linh ơi hãy nghe vượng Google đây. Nói đi, nói cho tôi mở mang tầm nhìn nào. Thôi, tự nhiên cái gì vậy? Giữa quán xá, chuyện của em nhỏ xíu thì hai anh gây lộn. Lần nào cũng gặp nhau là cãi nhau với Linh ạ. Nhưng mà thực ra cớ sự một phần cũng là do em. Do em? Chứ còn gì nữa, bao nhiêu người trên đời này tử tế sao em không chọn? Em chọn cái thằng cha Nguyên đấy. Giờ mới ra cái cớ sự này. Trời đất ơi, tự nhiên giờ đứng khoanh tay trách người ta như mẹ người ta vậy trời. Ủa, không cần phải xỏ xiên tôi, không cần móc mỉa tôi như thế. Đây là việc của tôi với cô Linh. Nghe đây này, Linh à, thực ra trên đời thì thôi, thì lúc chuyện này nó có chuyện khác, thôi mình cũng thông cảm được. Nhưng mà có một cái câu này, tất cả mọi người phụ nữ trên đời phải hiểu. Không biết em đã nghe câu này chưa? Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sai em ơi. Đó, biết đúng biết sai là điều mà mọi người phụ nữ trên đời phải biết. Tào lao. Ôi hết hồn. Chọn cái gì vậy anh Đông? Rồi. Cái câu đó không phải là cái câu mà cái câu trên đời ai nói, câu đó là một cái lời bài hát, là bài Không Tên Số 10 của Vũ Thành An. Ủa bài hát thì sao? Bài hát mà không phải là kinh nghiệm của ông Vũ Thành An rút ra trong cuộc đời của ông ấy à? Mà nói cho cậu biết nhá, cậu nói sai rồi. Sai gì? Đấy là bài Không Tên Cuối Cùng. Cho dù nó có là thứ 10 thì nó cũng là cuối cùng. Cái nào ra cái nấy. Thôi, cái nào ra cái nấy, nói tầm bậy cũng đặt nói hay quá. Cuối cùng như lấy lời bài hát rồi để vô, trời ơi. Ờ thì sao? Chẳng đúng mà. Nhưng mà tôi nói Linh nghe nè, hạnh phúc là hạnh phúc của mình em ơi. Đừng có nghe ai hết á. Thôi được rồi, bây giờ quan trọng là có cách gì thì chỉ cho em, để em về em có thể làm sao tiếp xúc được với nó. Bây giờ em là em không có nghe lời của cậu Tùng này, bởi vì kinh nghiệm của cậu ấy nó không áp dụng được cho em. Anh đây này, mặc dù chưa có vợ,
không có con. Vì thế mình mới khách quan. Bao nhiêu kiến thức trên đời tích lũy nằm trong đầu này hết. Mình cần phải thấu hiểu bọn trẻ con, biết chúng nó muốn gì. Khi biết được như thế rồi, việc nuôi con dễ như trở bàn tay. Đó là tâm sự của một người mẹ đó. Không cần phải xỏ xiên nhau như thế nhá. Hôm nay cậu xỏ xiên tôi đủ rồi đấy. Bé Phượng ơi, bé Phượng. Bông bông của bác đây rồi. Lâu không gặp, xinh quá. Chào cả nhà. Đây này, bông bông bác phải dặn trước này. Bây giờ ấy có cái bọn gọi là bọn nựng. Nó xuất hiện ở khắp nơi, rất là nguy hiểm với trẻ con. Không được cho người lạ nựng nhá. Dạ. Rồi, chỉ cho bác thôi. Nựng dạ. Như nào? Anh khỏe không? Cả nhà đến đây, vui quá. Dạ. Anh, có chuyện này em nhờ anh giúp đỡ nha. Hôm nay chào em tới đây là thăm anh, sau đó là gửi bé bông cho anh. Tụi em đi công tác khoảng chừng 10 ngày thôi. Tụi em có quà nhé. Tất nhiên, anh là đầu tiên mà. Dạ, đúng ra thì cũng không có dám làm phiền anh, nhưng mà tại bé bông nó khó quá. Bông ơi, bây giờ đem gửi con ở nhà nội con chịu không? Dạ không. Vậy thôi gửi qua ngoại nha. Dạ không luôn. Vậy chứ bây giờ con muốn ở nhà ai? Dạ con muốn ở với bé Phượng. Oh yeah. Cờ tới tay rồi đó anh Phượng, phất đi. Dạ chào anh. Cậu không phải mỉa mai gì tôi, không phải xúc xiểm gì tôi, chưa biết ai hơn ai đâu. Xúc xiểm gì đâu, thì bây giờ đây nè, anh nói anh rành về gia đình rồi, rành về con nít đó, đây nè, đúng đối tượng luôn rồi đó. Có gì đâu, bé bông nha, bé bông là ở với bác Vượng là vui. Bông sẽ ở với bác 10 ngày cho bố mẹ đi công tác chuyện vặt. 10 ngày thôi nha con, người ta nói chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu. Yên tâm, ở nhà đâu khắc có đó, bé bông sẽ có 10 ngày tuyệt vời. Dạ. Cứ để bé bông ở đây để xem rồi thằng cha này nó còn nói được gì tôi không. Rồi đó, cậu cứ chờ xem. Chờ chờ.